Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Sau đây em sẽ tiến hành test cho anh khách. Này các bác đang tiến để xem lại cái đơn nào. Em test cho anh. Sao lại là Lê Thị Hoa nhỉ? Đây là chị à? Đây chắc là chị rồi. Đây, Nguyễn Hiền à? Lê Thị Hoa, chắc là anh này chắc là gửi gửi về cho vợ rồi, chắc là nhờ vợ nhận sao ấy. Chắc là em nghĩ anh này nhờ vợ nhận hoặc là chị hoặc là bạn hoặc gì đấy. Nói chung là nhờ nhờ một người con gái nhận này. Là Lê Thị Hoa ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh, có đuôi số điện thoại là 4142. Đấy, là lấy cái cặp loa Onkyo của mã đây là V3A này bên em nhá. Đấy, sau đây em sẽ tiến hành test cho bác cũng như anh chị này, lại cặp V3 nhá. Ok. Đấy, chắc là lại nhờ ai nhận rồi. Vì là đây là tên con gái. Lê Thị Hoa chắc chắn là con gái rồi. Ok, em sẽ mở nhạc để test cho anh chị luôn này. Đấy. Ở đây thì em đang kẹp từng chút một này. Đây, em sẽ test từng chút một nhá. Đấy, âm ni thứ thì em đấu sẵn đây rồi. Em sẽ kẹp loa và đấu từng chút một này. Ô bạn siêu mẫu, nhưng đầu bạn siêu vế. Vì sao đầu đàn ông nhiều cầu hơn phụ? Đây là chép này, đây là bát này. Em đưa bát ở trước này. Em đưa tép về không này. Đây là nguyên tiếng bát nhá. Bát đang rung này. Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lô nhô rừng cây long lanh trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên ngọt ngào cành lê em hay đào xuân chung chim anh say ngập ngừng sương răng lôi phố xôn xa hàng nhịp bay đung đưa vạn tiếng hẹn chàng trai xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi. Ok anh chị nhá, đây sau đây là tiếng bát xong rồi này, tiếp tục đưa tiếng tép vào này. Bát về không này, tép lên này. Mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say tiếng anh về cùng em. Ok anh chị nhá, xong một trước này, ba tép từ trước lên ok rồi, em trả lại cân bằng này. Đấy, ba tép cân bằng ok, rồi chuyển lên trước còn lại. Em đưa bát vào trước này, tép về không này. Lòng lành trong xanh dòng suối dập dìu.
đều sắc màu chợ phiên. Ngọt ngào cành lê em hay, đào xuân chung chim anh say, ngập ngừng sương răng lôi thu rộn xa hàng nhịp bay. Ok nhá, tiếng là bát vào rồi này, tép này. Em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ta, chiều những huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Và mùa con trai hát gọi con gái, đắm say phiên chờ anh về cùng em. Vạn tiếng khen chàng trai xuống chờ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên. Ok các bác nhá, đấy thì vậy là bát tép đã xong rồi này. Đấy. Em vừa ấn vào cái Zalo cho nó mất tiếng. Ok anh chị nhá, đấy thì em đã vừa test xong là bát tép từng trước rồi. Đấy, sau đây sẽ tiến hành nóng hàng và gửi hàng cho chị để nhanh anh chị nhận hàng sớm nhất nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh chị đã cái sản phẩm này bên em. Chúc anh chị là luôn luôn mạnh khỏe và có những phút giây thư giãn bên sở bên em nhá. Vâng. Tại vì là cái đơn này thì cũng không biết là do anh đặt hay là chị gái này đặt hay như nào này cũng không biết, nhưng mà tại vì ở đây là em chỉ là thấy anh biết anh gửi tên khách hàng xuống ấy, nên là em phải nói là cả anh cả chị luôn, không sợ nhầm. Đây ạ, thấy viết đây là Lê Thị Hoa nhận này. Đấy, nhưng qua là thấy bảo có anh gọi đến thì cũng chả biết nha. Tại vì em không thông thực tiếng nghe điện thoại, thế là em chỉ là nhận đơn rồi để em test thôi. Đấy, thế là em cứ bảo anh hoặc chị nữa thì anh hay chị thì đều xem đều biết đúng không ạ? Vâng, rồi, cảm ơn anh chị đã xem video này nhá. Vâng, xin chào quý vị.